xéo hẹp thanh khí quản là một trong những biến chứng phổ biến do các tổn thương ở thanh quản hoặc ở khí quản hình thành sẹo gây ra, từ đó làm hẹp đường thở của người bệnh. Sẹo hẹp thanh khí quản thường được hình thành từ một số nguyên nhân như chấn thương quanh vùng cổ, sẹo bỏng, biến chứng sau xạ trị ở các vùng đầu, mặt cổ, viêm thanh khí quản. Bệnh nhân thường sẽ có cái tình trạng thiếu hụt oxy, bao gồm có bệnh nhân cảm thấy khó thở, vướng víu, hay thậm chí nếu mà cái tình trạng mà sẹo hẹp hoặc là u này mà nó to lên có thể gây ra tình trạng chèn ép vào cái thực quản, gây ra tình trạng khó nuốt. Một số đối tượng có nguy cơ đó là thừa cân béo phì, mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp hoặc các bệnh tim mạch, có thói quen hút thuốc lá. Tùy thuộc vào các cái bệnh lý nền này là bệnh lý nền gì, ví dụ bệnh lý nền về phổi, bệnh lý nền về hô hấp, bệnh lý nền về hệ đề kháng toàn thân, thì người ta thường sẽ có những cái căn dặn riêng biệt hơn. Còn lại về cơ bản là vẫn là giữ cho bệnh nhân ở trong một môi trường sạch, môi trường ít thay đổi về nhiệt độ và có đầy đủ các cái trang thiết bị hỗ trợ về hô hấp để phòng trừ các cái trường hợp tiến triển cấp tính do bệnh nhân có trên nền của có cái sẹo ở thanh khí quản này. Để tránh tình trạng sẹo hẹp thanh khí quản, chúng ta nên có chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung các loại thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng, hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn hoặc chứa nhiều dầu mỡ, kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý, duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao, thực hiện chế độ ăn ít muối và giảm đường trong thực đơn hàng ngày, không hút thuốc lá và sử dụng rượu bia để tránh các bệnh lý liên quan đến phổi và tim mạch.